Rồi trận thi đấu thứ hai có một sang cho Nobi. Như vậy là trong trận này thì Nobi cầm sang. Hoàng Mai Nhi được cầm cho Son. Tí là hit đi. Và AC đến từ Ngọc Sơn. Bên kia có cho Son của Gunny, Mark Yamato và Hitty. Hello, chúng ta cũng trở lại với trận đấu này thôi. Như là bên mình có 3 quân tuyển. Như là trận này thì quân mình dễ đánh hơn rất nhiều. Đây là máy của máy sen của Nobi. Và màn hình máy khác xem nào. Xem thế bài vở như nào. Vâng, người cầm AC. Nhìn qua thì bài AC này có vẻ ổn rồi. Dừng rú và đồ ăn là ok. Nhưng mà là AC trận này cần phải đánh thật khỏe. Màn hình máy tí người cầm hit đi. Vâng, như vậy là trận này cầm hit đi được đẩy ra đầu cánh rất cao trên góc 12 giờ. Nhưng mà dường như trong cái hốc này có vẻ là cơ cấu được một tân kín ấy. Một cái hốc tương đối đẹp. Vâng, một cái hốc rừng nhiều và đất rộng. Nhìn cái hốc này rất giống với cái trận trước thi đấu với các game thủ Hà Nội. Vâng, màn hình máy cho Son của Hoàng Mai Nhi. Vâng, như vậy là hai con dân đang được đẩy lên cao để dâng một chiếc BL.
Như vậy là Nobi sẽ đánh chém. Vâng, đã có con giò rồi. Vâng, như vậy là góc 7 giờ là Yamato Vani. Vâng, sang solo với Ia. Vâng, như là vừa ăn được thêm một vài con dân của màu 6. Vâng, dường như màu 6 quyết định đánh có một y thủ thì vậy. Như vậy là màu 6 đã thiết kế cho mình một chiếc bi. Vâng, nhưng đầu bài tí quyết định giật lên cho anh cái hốc này. Một cái hốc đẹp. Có thể gọi đây là một cái hốc bất tử rồi. Đặc đà đội bạn chỉ có nước là mọc cánh thì có thể vào được nhà tí thời điểm này. Là có ca. Có ca công cho đội bạn. Chuẩn bị có một tấn công ca vào nhà tí. Ôi người đã có ca. Vâng, liệu con ca đã rỉa chết chưa nhỉ? Vâng, như vậy là đã mất một ca cho đội bạn. Xem cái máy của Ngọc Sơn nào. Ngọc Sơn đẩy cung sang nhà Yamato luôn. Và cứ bắn dân ruộng, cứ bắn dân ruộng đã. Vâng, như vậy là Ngọc Sơn và Nobi. Nobi đang có mặt tại nhà của Hitty Tịnh Văn. Bởi như là bị lọt một tên chém vào vàng. Có một khe hở. Lên 8 trên ngay góc 8 giờ thôi. Bởi như là vừa bị mất con lạc đà. Giờ Ngọc Sơn cần đẩy tên Oxy sâu lên. Lên thẳng góc 8 giờ. Vừa có một tên lạc đà của Nobi đã lọt vào nhà của Tịnh Văn. Xuống một chút nữa là xuống một chút nữa. Gặp rồi Ngọc Sơn đây. Đấy, đi sát mép là ruộng của màu 8. Coi như là màu 5. Vâng, như vậy là E của đội bạn rất nhiều. Vâng, cần giật cung lại, giật cung vào thủ đi. Có cung giật vào thủ đi. Vâng, như vậy là một tôn vâng, như là chủ động bo ruộng lại. Chủ động bo những cái ruộng chính mình vào. Đỡ mất tay. Cú xe máy của Nobi nào. Vâng, như vậy tham lai là 20. Vâng, như vậy là không có đơn vị quân nào. Xem Hoàng Anh Nhi. Vừa tham lai. Xem màn hình máy của tí.
Màu 7 và màu 7, màu 8 rất yếu rồi. Bao nhiêu là Hitty 8 vẫn rất nở, rất to. Như vậy là AC vừa nãy chưa có một tên quản vào nhà màu 8. Tên lọt nhà rất đáng tiếc cho Ngọc Sơn. Tên vừa nãy là thủ nhà hơi lỗi khi mà không giật con cung của mình vào. Mai Nhi đang hồi trong nhà của Ngọc Sơn. Vâng, vẫn còn một vài con chém của người màu 5. Gắn đi đánh chém rất khó chịu. Cần phải rất để ý những cái tên chém của Gắn đi. Thường thì những tình huống mình đi quân thì Gắn đi hay rất biết tận dụng cơ hội. Có nghĩa là vẫn còn có một con vài con chém trong nhà của Ngọc Sơn. Vẫn còn chém trong nhà Ngọc Sơn. Màn hình máy của Tí nào. Tôn Thao Lai là 7-8 rất to thời điểm này. Dường như là một tôn công ca đối bạn đã thất bại. Bao nhiêu là vẫn chưa giết được hai con chém và con giò này của Gunny. Cần phải bo nhà thật chắc vào. Áp sát vào hai con chém đấy. Vâng, vậy là cần phải bo nhà lại thật chắc của tôi. Rất nhiều dân đang đứng chơi dành cho Ngọc Sơn này. Hoàng Mai Nhi. Vâng, vậy là Hoàng Mai Nhi vừa ăn được một tên dân to của Gunny. Như Roby đang hồi ngay tại nhà trên góc 9 giờ. Đi sát mép và thọc một tên vào nhà của màu 8 không. Màu 8 thời điểm này rất to. Cần phải có một tên đi ảo vào ruộng của nhà màu 8. Dường như đội mình chưa có đông quân để ốp. Tí đang phát triển to khỏe. Cần phải sóc thêm dân ra. Lượng thực của Tí rất nhiều, cần phải sóc thêm dân. Đội bạn vẫn còn rất đông chém đấy. Chém của Max C và chém chúng mà này ấy Ngọc Sơn. Vâng, như vậy là nhà màu 8 đi. Màu 8 đang có một đạo quân to ốp vào nhà của Ngọc Sơn rồi. Quân của màu 8 đang có mặt tại nhà Ngọc Sơn. Tí và Nobi đang có ý định ốp sang nhà của màu 8. Cùng xem máy của Tí. Vâng, như vậy là đang ốp nhà màu 8. Màu 8 đã đi một đạo quân. Thank you.
Và đã đóng ca cho màu 8. Có lẽ là đang lên 4. Và tí cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên 4. Vâng, như vậy là Gunny đã quyết định đi sai rồi. Tỷ số là 1 đều trong C2. Một hốc đẹp. Vâng, rất may là trận này tí có một cái hốc rất đẹp. Một đều.